Năm lần thoát chết khó tin của Hitler khiến bạn không thể không tin vào số mệnh. Được xem là một nhân vật nguy hiểm nhất hành tinh, không có gì ngạc nhiên khi trùm phát xít Hitler là mục tiêu của ít nhất là 50 vụ ám sát, bắt đầu từ năm 20 tuổi. Và điều khó hiểu là dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng không một phi vụ nào thành công khiến cho nhiều người tin rằng lịch sử đã đặt định cho ông ta như vậy. Luận điểm này có lẽ không được những người theo thuyết duy vật ủng hộ, nhưng trước khi kết luận thì hãy cùng phân tích tình tiết của năm phi vụ ám sát Hitler nổi tiếng nhất dưới đây, bạn sẽ có câu trả lời của mình. Số 1 là âm mưu của Maury Bavon. Cuối năm 1938, thì Maurai Bavo, sinh viên khoa tâm tầng học người Thụy Sĩ, sắm một khẩu súng lục và bắt đầu lần theo dấu của Hitler khắp nước Đức. Bavo mang một niềm tin mãnh liệt rằng Hitler chính là hiện thân của quỷ Satan. Sự tồn tại của Hitler là mối đe dọa đối với nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Bavo luôn cảm thấy phải đảm nhận trách nhiệm thiêng liêng tiêu diệt Hitler. Ngày 9 tháng 11 năm 1938, thì Hitler cùng với một số lãnh đạo phát xít diễu hành trên đường phố Munich để kỷ niệm ngày diễn ra sự kiện đảo chính nhà hàng bia. Bavo giấu trong túi áo khẩu súng lục giữ một chỗ trên khán đài, dọc theo tuyến đường đoàn người đi qua. Nhưng ngay trước khi vô kịp nổ súng thì đám đông đứng xem đồng loạt giơ tay vẫy chào, che khuất tầm nhìn giúp cho Hitler thoát chết. Bà Vô miễn cưỡng từ bỏ kế hoạch, nhưng sau đó thì vẫn bị bắt giữ trên đường tìm cách rời Đức. Bà thú nhận âm mưu sát hại Hitler khi Gestapo, đơn vị cảnh sát bí mật của phát xít Đức phát hiện ra súng và nhiều tấm bản đồ anh này mang theo. Số 2 là vụ cài bom trong buổi diễn thuyết. George Elser, thợ một người Đức kịch liệt phản đối chủ nghĩa phát xít vì cho rằng chế độ của Hitler chắc chắn sẽ hủy hoại nền kinh tế, đưa đất nước tới tình cảnh loạn lạc. Vì chiến tranh nên đã từ lâu, nung nấu kế hoạch ám sát quốc trưởng. Biết rằng Hitler sẽ phát biểu tại nhà máy bia Burger Brotskeller Munich nhân kỷ niệm ngày đạo chính nhà hàng bia, Auser dành nhiều tháng để nghiên cứu chế tạo một quả bom hẹn giờ, sẽ phát nổ 144 tiếng sau khi kích hoạt. Khi hoàn thành quả bom thì Auser chôn quả mìn ở ngay dưới chân của một chiếc cột đỡ trần máy gần bục chính của quán và đây là nơi giới chớp bu của chủ nghĩa phát xít thường tụ tập. Sau vài tuần hành động bí mật thì Elsa đã lắp đặt thành công quả bom trong cột bê tông và điều chỉnh để nó phát nổ vào đúng 21 giờ 20 phút ngày 8 tháng 11 năm 1939 gần giữa bài phát biểu của Hitler. Một kế hoạch phải nói là tuyệt hảo nhưng Elsa không thể ngờ rằng Hitler đã đổi lịch, phát biểu sớm hơn dự kiến để quay về Berlin. Kết quả là ông Trùm Phát Xít kết thúc diễn thuyết vào lúc 21 giờ 7 phút, rời đi lúc 21 giờ 12 phút, chỉ 8 phút sau thì quả bom của Elser phát nổ, làm gãy cục nhà và sập một mảnh trần lớn xuống bục diễn thuyết, làm 8 người chết cùng với 62 quan chức chấp bu khác bị thương. Nhưng Hitler thì không nằm trong số đó. Elser bị bắt tại biên giới Đức trong nỗ lực vượt sang Thụy Sĩ để tị nạn. Ông bị biệt giam nhiều năm sau đó và bị hành quyết vào ngày 9 tháng 4 năm 1945, đúng một tháng trước khi quân đội Hitler chấp nhận buông súng đầu hàng vô điều kiện. Số 3. Bơm hẹn giờ trong thùng rượu mạnh một nỗ lực khác thì vào ngày 13 tháng 3 năm 1943, sau chuyến thị sát của Hitler tới đồn trước khi ông Trùm phát xít và đoàn tùy tùng lên máy bay trở về bản doanh, sĩ quan Krasko nhanh chóng tiếp cận một nhân viên trong đội, nhờ người này mang một hộp chứa hai chai rượu mạnh chuyển cho người bạn ở Berlin. Nhân viên đoàn tùy tùng lập tức nhận lời, mà không biết rằng trong đó chứa bom phát nổ sau 30 phút. Strasko và đồng chủ mưu là Fabian von Skarsbrenbrot, hy vọng cái chết của Hitler sẽ là chất xúc tác cho một cuộc đảo chính lật đổ các lãnh đạo cấp cao của phát xít. Tuy nhiên thì kế hoạch tan thành mây khói khi máy bay của Hitler vẫn hạ cánh an toàn xuống sân bay ở Berlin. Chúng tôi rất bất ngờ và không thể hiểu vì sao mọi chuyện thất bại. Skarsbrenbrot nhớ lại trường hợp xấu nhất là quả bom bị phát hiện khiến chúng tôi bại lộ, kéo theo cái chết của nhiều người khác. Dresco hoảng sợ liên lạc với người mà ông gửi món hàng và thông báo có một sự nhầm lẫn nhỏ. Ngày hôm sau thì Stress Brandrop tới trụ sở chính của Hitler và tráo quả bom với hai chai rượu thật. Một câu chi bị lỗi là lý do khiến cho quả bom không phát nổ. Số 4. Phi vụ tại triển lãm vũ khí Sau thất bại đầu tiên khoảng một tuần thì Stress cùng với đồng sự tiếp tục lên kế hoạch lấy mạng Hitler một lần nữa. Địa điểm dự kiến là tại một cuộc triển lãm trưng bày cờ và vũ khí của Liên Xô ở Berlin, Hitler sẽ tới tham quan sự kiện này. Sĩ quan Rudolf von Gessdorf tình nguyện trở thành người mang bom, song sau, sau khi tiến hành nghiên cứu thăm dò, ông nhận ra rằng cài đặt bom tại triển lãm là nhiệm vụ bất khả thi bởi lớp an ninh bảo vệ quá dày đặc. Việc tôi có thể làm chỉ là ôm quả bom tới triển lãm, áp sát vào Hitler bằng mọi cách và cùng nổ tung với ông ta. Gasdorf cho hay, ngày 21 tháng 3 năm 1943 thì Gasdorf có cơ hội tuyệt vời để cùng chết với Hitler khi ông trở thành người hướng dẫn cho trùm phát xít tại triển lãm. Quả bom được hẹn giờ phát nổ sau 10 phút, nhưng dù được Gasdorf dẫn đường, Hitler vẫn quyết định rời đi thông qua một cánh cửa ngách khi vừa mới xuất hiện được vài phút. Gasdorf sau đó đã vô hiệu hóa quả bom trong nhà vệ sinh chỉ vài giây trước khi nó phát nổ. Số 5 là chiến dịch Valskyrie một trong những phi vụ ám sát Hitler đình đám nhất mà sau này đã trở thành chủ đề cho Hollywood chuyển thể thành phim là phi vụ mang tên là Vaskarai, được thực hiện bởi đại tá quân đội Đức Claw von Stepanfert tại hang sói căn cứ bí mật của Hitler tại rừng Ba Lan. Stoltenberg cùng với đồng sự gồm có Dressel, Fabric, Obric và Lutz Wiedebach dự định ám sát Hitler bằng một quả bom ngụy trang sau đó lợi dụng lực lượng quân dự bị để lật đổ các lãnh đạo cấp cao của Đức Quốc xã. Nếu cuộc đảo chính thành công thì nhóm này sẽ ngay lập tức thương lượng và ký kết một hiệp ước hòa bình với phe đồng minh. Ngày 20 tháng 7 năm 1944, Stauffenberg quyết định thực hiện kế hoạch sau khi ông và một số sĩ quan quân đội phát xít được triệu tập tới phiên họp với Hitler tại hàng sói. Stauffenberg mang theo vali chứa hai khối thuốc nổ dẻo. Sau khi đặt vali cạnh Hitler thì Stoffenberg vừa nghe điện thoại và rời khỏi phòng. Quả bom phát nổ sau đó ít phút khiến cho chiếc bàn gỗ vỡ một mạng lớn. Phòng hội nghị cháy đen, vụ việc khiến cho bốn người thiệt mạng như Hitler vẫn thoát nạn mà không gặp bất kỳ vết thương nguy hiểm nào. Vụ ám sát bị phanh phui, Stoffenberg cùng với hàng trăm người khác đã bị xử tử. Kênh History từng lật lại hồ sơ vụ ám sát và phát hiện ra ba tình tiết đáng kinh ngạc. Đầu tiên là lịch hợp thay đổi khiến cho Stoffenberg chỉ kịp gắn kiếp nổ cho một khối thuốc nổ. Và bằng một suy nghĩ nào đó thì ông ta đã vứt bỏ khối thuốc nổ còn lại thay vì cho vào cùng vali. Và nếu điều này xảy ra, ngay cả khi không có kiếp nổ, áp lực do khối thuốc nổ thứ nhất sinh ra sẽ vẫn kích hoạt được khối thuốc nổ còn lại. Và khi đó thì cái chết của Hitler là chắc chắn xảy ra. Thứ hai, vì điều kiện thời tiết nóng bức, Hitler đã yêu cầu chuyển cuộc họp từ Bokki sang một căn nhà gỗ nhiều cửa sổ trên mặt đất, khiến cho sóng xung kích của vụ nổ bị tản mát nhanh chóng và không gây ra sức sát thương lớn. Và nếu vụ nổ xảy ra dưới Bokki, thì chắc chắn không một ai có thể sống sót được. Thứ ba là ban đầu đã khéo léo đặt chiếc vali ngay gần Hitler, nhưng một sĩ quan đã dịch chuyển nó sang chỗ khác vì cảm thấy vướng chân. Kinh History từng mô phỏng lại vụ ám sát trên thực địa và kết luận rằng nếu chiếc vali ở vị trí cũ thì Hitler đã phải chịu những tổn thương nghiêm trọng và khó lòng sống sót. Vụ nổ tại hang sói được tái hiện trong phim Vascarai sản xuất năm 2008. Chỉ 5 trong số hơn 50 vụ ám sát Hitler cũng đủ cho thấy. Dù các kế hoạch ám sát có hoàn bị đến đâu, dường như luôn có một thế lực nào đó đứng sau và ngăn cản cái chết của Hitler xảy ra. Người xưa giảng số mệnh cũng dạng mỗi người đến thế gian giống như là giữ một vai trò, một vai diễn trong một vở kịch lớn. Khi vai diễn đó chưa kết thúc thì người đó chưa thể rời đi, kể cả người đó là một nhân vật đại gian, đại ác như Hitler. Chẳng hạn, con người sống là tạo ác nghiệp, chiến tranh, dịch bệnh, tai ương đều phát sinh, là do con người hoàn trả nghiệp lực, khi một vụ ám sát thành công, Hitler chết và Thế chiến thứ hai kết thúc sớm, nghiệp chứng không thể trả được nhiều. Do vậy, ông ta cần phải sống cho tới đúng thời điểm Berlin thất thủ mới có thể rời đi. Không phải thần không từ bi, mà họ xác thực đã ăn bài như vậy cho một mục đích nào đó. Con người với khả năng thấp kém khó lòng thay đổi được. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.